Ngọc kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Vừa rồi là mục điểm tin chính, còn ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết. Trả chiếc dùi chống lại cho nhà trường. Bộ Công Thương tức giấy phép 5 đầu mối xăng dầu, một doanh nghiệp phản hồi. Nguyên nhân ngập lụt đô thị nhìn từ Đà Lạt. Trả chiếc dùi chống lại cho nhà trường. Kính thưa quý vị, khai giảng, tên gọi cũ là khai trường, là chuyện của ngành giáo dục, chuyện của thầy cô và người học. Mạng xã hội là chia sẻ tràn ngập hình ảnh những vị lãnh đạo cấp cao trong quá khứ gần từng đánh chống khai giảng ở các trường học trên nhiều địa phương, nhưng bây giờ đang ngồi tù vì đủ các loại tội danh. Trong những hình ảnh ấy không chỉ có sự mỉa mai phê phán, mà hơn hết đó là một nỗi xót xa. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ dừng lại ở việc đòi hỏi tìm được đúng những vị lãnh đạo có đủ tâm tầm tài để đánh tiếng chống vang vọng cho ngày đầu năm học mới, mà quan trọng hơn, nó đặt ra câu hỏi, vì sao lãnh đạo của các cơ quan hành chính lại là người đánh chống, chứ không phải là hiệu trưởng? Khai giảng là chuyện của ngành giáo dục, chuyện của thầy cô và người học, chứ không phải là nơi trốn của những người quản lý hành chính. Từ bao giờ các quan chức lại đến trường đánh chống khai giảng? Ai đang thực sự là trung tâm trong nhà trường? Học sinh hay người khác? Sự hiện diện của những quan chức trong bộ máy công quyền vào ngày khai giảng và trong giáo dục nói chung nên dừng lại ở mức độ khách mời và như một cam kết về nghĩa vụ chăm lo các điều kiện về chính sách cho giáo dục, chứ không phải là lãnh đạo giáo dục. Ngày nay, việc họ đứng lên chỉ đạo trong môi trường tri thức mà ở đó họ thường không có tầm quyền chuyên môn, và cũng ở đó quan hệ thầy trò là thiêng liêng, là thuần khiết, đang khiến chúng ta nhìn thấy những bất ổn trong phân chia quyền lực, nếu không nói là đảo lộn. Khi quyền lực hành chính ngự trị trong môi trường giáo dục, nó làm phát sinh hàng loạt những vấn nạn, cửa quyền hoàn hành, sự thật bị bóp méo, giáo dục thành giáo điều. Tôi còn nhớ như in một kỷ niệm, đó là trong dịp khai giảng của một trường tôi cách đây vài năm. Khi đó, trường mời được lãnh đạo từ huyện đến tỉnh về dự và sẽ phát biểu chỉ đạo. Học sinh và giáo viên cầm cờ đứng xếp hai hàng từ ngoài cổng vào đến sân khấu từ sáng sớm để đón lãnh đạo. Được lệnh từ trước của hiệu trưởng, khi có vị lãnh đạo nào bước vào thì tất cả phải tươi cười vẫy cờ. Khi lãnh đạo vào tới lễ đài thì tất cả giáo viên phải đứng dậy chạy lại bắt tay mừng rỡ. Trong buổi họp hội đồng đầu năm sau lễ khai giảng ấy, một số giáo viên đã bị nêu tên và phê bình gay gắt vì đã thiếu nhiệt tình khi không chủ động lại chào lãnh đạo. Đó là một nỗi ê chề của những người làm thầy, đó cũng là bằng chứng sinh động cho tình trạng nhà giáo bị coi thường, bị bắt nạt và khiến hai chữ tôn sư trở thành giống nghĩa và thành hình thức suôn. Trong môi trường giáo dục mà nhà giáo không được tôn trọng đến mức ấy, thì tự hỏi làm sao việc dạy dỗ có thể mang lại kết quả gì tốt đẹp? Chừng nào giáo dục còn chưa có được một vị trí độc lập xứng đáng? Chừng nào nhà giáo còn chưa được tôn trọng và đề cao, chừng ấy chúng ta còn phải chứng kiến đủ thứ bệnh trạng mà các biện pháp cải cách đủ lại khó lòng mà mang lại một sự thay đổi đáng kể nào? Cần phải trả chiếc dùi chống lại cho nhà trường, trả sự tôn nghiêm lại cho quan hệ thầy trò, trả sự trong sáng lại cho môi trường giáo dục. Lúc ấy mới mong giáo dục sẽ thay ra đổi thịt. Bộ Công Thương tức giấy phép 5 đầu mối xăng dầu, một doanh nghiệp phản hồi. Kính thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có công văn tức giấy phép 5 đầu mối xăng dầu. Ngay lập tức, Sài Gòn Petro, một đơn vị bị tuyết còi, đã có văn bản phản hồi. Ngày 5 tháng 9, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Petro, đưa văn bản khẩn số 1195 do Tổng giám đốc Phạm Văn Thoại gửi đến Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến việc bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu. Cụ thể, Sài Gòn Petro cho biết Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu quy định thương nhân kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu phải có hệ thống phân phối xăng dầu tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu của doanh nghiệp, tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân. Tuy nhiên, năm 2021, công ty không có tổng đại lý và đại lý bán lẻ mà có 73 thương nhân nhượng quyền bán lẻ. Vì vậy, đoàn thanh tra Bộ Công Thương kết luận, công ty có hành vi vi phạm hành chính, không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định. Về kết luận này, Sài Gòn Petro cho rằng, hai hình thức đại lý bán lẻ và nhượng quyền bán lẻ là tương đương nhau, đều nằm trong hệ thống phân phối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đầu mối. Theo Nghị định 95, sửa đổi Nghị định 83,
có hiệu lực từ năm 2022, quy định thương nhân kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu xăng dầu phải có hệ thống phân phối xăng dầu với một trong những điều kiện là tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân. Do đó, Sài Gòn Petro khẳng định với quy định này, Nghị định 95, Sài Gòn Petro đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hệ thống phân phối vì Sài Gòn Petro luôn có trên 40 thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu. Như vậy là đến thời điểm hiện tại, Sài Gòn Petro đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định. Trong văn bản của Sài Gòn Petro có nêu. Và cũng tại văn bản này, Sài Gòn Petro cũng liệt kê ra hàng loạt hậu quả khi Bộ Công Thương tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của công ty. Cụ thể là hệ thống phân phối của Sài Gòn Petro bị mất nguồn cung trên 50 mét khối trên một tháng và trên 1.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối có thể sẽ phải đóng cửa. Theo Sài Gòn Petro, việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn cung thị trường, gây hậu quả tiêu cực tới hoạt động kinh tế xã hội khu vực mà hệ thống này cung cấp. Bên cạnh đó, công ty sẽ bị phạt hợp đồng với công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn trong tháng 9 với số lượng hợp đồng là 40.000 mét khối xăng dầu. Ngoài ra, công ty cũng sẽ bị phạt hợp đồng nhập khẩu đối với khách hàng nước ngoài đã ký hợp đồng giao hàng trong tháng 9 và đồng thời hàng đã và đang trên đường về cảng Cát Lái. Do đó, Sài Gòn Petro kiến nghị Thủ tướng Bộ Công Thương xem xét dừng quyết định tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh nhập khẩu xuất khẩu xăng dầu để công ty không bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như giữ ổn định thị trường và bảo tồn vốn. Trước đó, Thanh tra Bộ Công Thương đã ra công văn xử phạt các doanh nghiệp bao gồm Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xăng dầu Tín Nghĩa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Petro, Công ty Trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Hùng Hậu, Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương. Trong quyết định xử phạt hành chính, Bộ Công Thương có nêu rõ Sài Gòn Petro có các hành vi vi phạm hành chính như gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối, không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định, duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định. Các tình tiết tăng nặng bao gồm vi phạm nhiều lần đối với các hành vi vi phạm hành chính, gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm 2020. Các tình tiết giảm nhẹ với ba hành vi này, công ty đã tự nguyện khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính. Công ty đã ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm và tự nguyện khắc phục hậu quả. Với ba hành vi trên, Sài Gòn Petro bị xử phạt hành chính với tổng số tiền là 250 triệu đồng. Sài Gòn Petro cũng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung với hành vi thứ hai, không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định và tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung là 1 tháng. Nguyên nhân ngập lụt đô thị nhìn từ Đà Lạt. Kính thưa quý vị, nhìn từ Đà Lạt chúng ta sẽ thấy một điều là mật độ xây dựng quá dày đặc khiến nước không thể thấm vào đất nên đã tràn ra đường phố. Danh sách các đô thị bị ngập lụt ở Việt Nam sau mỗi trận mưa lớn ngày càng dài, từ thành phố lớn đến thành phố nhỏ, từ thành phố miền biển đến thành phố cao nguyên, từ thủ đô ra đến huyện đảo. Có những nơi 20 năm trước chưa biết ngập lụt là gì, tất cả đều là nạn nhân của quy hoạch đô thị. Ngày 1 tháng 9 năm 2022, Đà Lạt đón nhận một cơn mưa lớn cuối chiều. Cơn mưa chỉ kéo dài 2 tiếng, nhưng các con phố chính đã biến thành những dòng suối nước chảy cuồn cuộn. Người dân bất ngờ, bị bõm chống chịu với dòng nước chảy xiết mà ngơ ngác không hiểu tại sao. Người dân Đà Lạt chắc chắn sẽ nơm nớp lo âu với những cơn mưa sắp tới. Người dân ở các đô thị khác quan ngại cho Đà Lạt nhưng không để ý rằng chính nơi họ đang sống cũng tiềm tàng các nguy cơ ngập lụt khi thành phố đã bị bè bờ. Năm 2020, tôi thường xuyên theo dõi, đưa tin và phân tích tình hình lũ lụt ở Trung Quốc. Những phân tích của tôi chẳng khi nào đến được với người Trung Quốc. Chắc chắn thế, nhưng tôi vẫn làm, vẫn không ngừng đưa tin trên trang Facebook cá nhân là vì hy vọng những phân tích đó sẽ cảnh tỉnh cho người Việt Nam rằng thời tiết ngày càng cực đoan hơn do biến đổi khí hậu gây nên. Trong các phân tích, tôi nhận định rằng Trung Quốc cầm cự được đợt mưa lớn và kéo dài 48 ngày trên diện rộng, chứ Việt Nam mình không chịu nổi hình thái mưa cực đoan đó tới 5 ngày. Năm đó, chỉ một cơn mưa lớn đã khiến Hà Giang thất thủ, 5 người thiệt mạng, hàng trăm ô tô và hàng ngàn ngôi nhà đã bị ngập, thiệt hại kinh tế vô cùng lớn. Tại sao vậy?
hầu hết các thành phố của Việt Nam đang trong giai đoạn mở rộng cơ sở tầng và nhà ở chóng mặt. Trong quá trình đó, tư duy quy hoạch lấp đầy chỗ trống đang lấy đi những không gian chứa nước tự nhiên như hồ chứa, công viên, đất trồng cây và cả các triền sông vốn là vùng chậm lũ. Quá trình quy hoạch và phát triển đô thị theo hướng tiếp cận gần sông, gần biển, bạt núi, lấp hồ đều tác động thô bạo đến các dòng chảy tự nhiên và không gian dành cho nước, vốn dĩ được thiên nhiên tạo hình hàng ngàn năm và được cha ông ta giữ gìn hàng trăm năm nay. Giờ thì mạnh ai nấy quy hoạch, mạnh ai nấy lấn hồ, mạnh ai nấy bịt dòng chảy và cướp đi không gian của nước. Việc này khiến các đô thị của Việt Nam càng ngày càng dễ tổn thương hơn với các hình thái thời tiết cực đoan. Hãy cứ nhìn lại những đô thị bị đánh úp gần đây bởi những trận mưa lớn như là Quảng Ninh, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và gần đây nhất là Đà Lạt. Những thành phố trên cao cũng ngập, những thành phố ven sông ven biển cũng ngập. Vì sao vậy? Nếu lấy Đà Lạt làm ví dụ, chúng ta sẽ thấy một điều là mật độ xây dựng quá dày đặc, khắp nơi bị bê tông hóa, nhà kính làm nông nghiệp, khiến nước không thể thấm tự nhiên vào đất và tràn ra đường, tạo thành các con suối giữa phố. Quyết định số 33/2003 QĐUB của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định các tiêu chí chủ yếu về quản lý quy hoạch và xây dựng đối với nhà ở tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt có hiệu lực từ năm 2003 đến nay vẫn còn hiệu lực. Quyết định nêu rõ cho phép xây dựng tối đa 100% diện tích lô đất xây dựng đối với nhà liền kề, nhà phố, cho phép xây dựng tối đa 90% diện tích lô đất xây dựng đối với nhà liền kề có sân vườn. Như vậy thì bất cứ nơi nào được quy định quy hoạch đất ở thì người dân được quyền xây nhà kín đất. Đối với đất biệt thự, chủ sở hữu được quyền xây dựng 50% diện tích xây dựng. Tuy nhiên, đó chỉ mới là phần nhà ở. Chủ nhà hoàn toàn có thể làm các mái tạm, đổ bê tông kín khung nhà ở và vì thế khả năng thấm nước bằng không. Với tốc độ phát triển nhà ống dọc các con phố hiện nay thì gần như 100% diện tích đất ở đã xây kín bằng bê tông. Đà Lạt là một thành phố đặc thù về khí hậu thuận lợi cho phát triển du lịch kết hợp với nông nghiệp sinh thái. Chính vì vậy mà số lượng nhà kính nông nghiệp phát triển bùng phát trong những năm gần đây. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 215,99 hectare nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp, trong đó nhiều nhất là Đà Lạt với hơn 170,84 hectare, chiếm hơn 79%. Luật quy định không cho phép xây dựng bất kỳ công trình nào trên đất lâm nghiệp, trừ các công trình phục vụ quốc phòng và kinh tế trọng điểm của quốc gia. Việc phát triển nhà lưới, nhà kính thiếu kiểm soát khiến không gian dành cho nước và đất không còn. Luật quy hoạch đô thị có quy định rõ ràng. Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh thị xã từ 20 đến 25 năm. Tuy nhiên trong quá trình phát triển, đa số các thành phố đã đều điều chỉnh quy hoạch ngay sau khi quy hoạch chung được phê duyệt để phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương. Một đánh giá từ đoàn giám sát của Quốc hội đã báo cáo trước Quốc hội khóa 14 vào tháng 5 năm 2019 có nêu. Kết quả đánh giá từ 12 tỉnh thành cho thấy có đến 1.390 quy hoạch bị điều chỉnh. Các điều chỉnh chủ yếu là quy hoạch điều chỉnh tăng tầng cao, giảm diện tích, đất công trình, hạ tầng kỹ thuật. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều chỉnh quy hoạch, song hệ lụy của việc này thường tiêu cực bao gồm gia tăng dân số, gia tăng áp lực đối với hệ thống cơ sở tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, đặc biệt là tình trạng tắc đường, úng ngập, ô nhiễm không khí, mất an toàn cháy nổ, không gian sống ngột ngạt. Khi lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, các nhà quy hoạch đã có tính toán kỹ về giao thông đô thị, cao độ nền và thoát nước mặt đô thị, cấp nước đô thị, thoát nước thải đô thị, cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, nghĩa trang và xử lý chất thải rắn. Tuy nhiên, khi điều chỉnh quy hoạch, các yếu tố trên không được xem xét đầy đủ hoặc chỉ xem xét tính toán ở một vi phạm nhỏ, nơi quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu được điều chỉnh. Điều này dẫn đến hệ lụy là những khu vực được điều chỉnh xây dựng mới sẽ tạo ra những rủi ro về ngập lụt cho những khu vực tồn tại trước kia. Một khi đã đổ bê tông để làm một công trình lớn, chúng ta không còn nhiều cơ hội để sửa chữa sai lầm. Vậy nên hãy cẩn trọng với những quy hoạch mới, đặc biệt là những quy hoạch xâm phạm không gian chậm lũ ở các triền sông, quy hoạch lấn biển và lấp hồ. Hậu quả sẽ khôn lường bởi thời tiết cực đoan không dừng lại.